Như hôm trước chúng ta vừa được biết đến ba thao tác lập luận, đó là giải thích, phân tích và chứng minh. Thì hôm nay anh sẽ tiếp tục nói cho các bạn về ba thao tác lập luận còn lại, đó là bình luận, so sánh và bác bỏ. Thứ tư, đó là thao tác lập luận, bình luận. Bình luận thì như chúng ta đã biết, các bạn ngày nào cũng lên Facebook, các bạn ngày nào cũng lên mạng, đúng không nào? Và bất cứ có một cái gì được up lên, các bạn sẽ vào comment, đúng không nào? Comment đấy chính là việc các bạn đưa ra ý kiến của bản thân. Thì đó là thao tác lập luận, bình luận. Nghĩa là đưa những cái quan điểm của bản thân một cách chủ quan, đúng không nào? Theo góc nhìn của bản thân thôi, đúng không nào? Đấy. Ví dụ như một người bạn vừa up ảnh lên, đúng không nào? Chúng ta có thể vào comment ngay, đúng không? Ôi dồi ôi, mày xinh thế, ôi dạo này mày khác thế, đúng không nào? Hoặc cũng chúng ta có thể đưa ra gì, những bình luận trái chiều. Ví dụ, ôi dồi ôi, con này phẳng thế, con này dọn người gầy đét, mò đang eo xấu, những cái kiểu bút dở ấy. Tất cả những điều đấy đều là thao tác lập luận, bình luận. Bình luận có nghĩa là việc các bạn đưa ra những cái ý kiến của bản thân, đúng không nào? Một cách chủ quan về một vấn đề nào đó. Đó là thao tác lập luận thứ tư, đó là bình luận. Thứ năm, đó là thao tác lập luận so sánh. Thế nào gọi là thao tác lập luận so sánh? So sánh thì như chúng ta đã biết, so sánh là việc chúng ta đối chứng. Nhưng không phải là cứ đối chứng hai vấn đề với nhau thì nó gọi là so sánh. Mà đối chứng có thể là gì? Đối chứng một với nhiều. Có thể đối chứng các mặt của một sự vật hiện tượng với nhau. Đấy, đều là so sánh hết. Thì ở thao tác lập luận so sánh này thường có hai loại so sánh, hai kiểu so sánh. Đó là so sánh tương đồng và so sánh tương phản. Ở so sánh tương đồng thì các bạn đã nhận thấy là so sánh tương đồng là đưa ra hai sự vật có tính chất giống nhau để các bạn đúc kết ra một cái kết luận nào đó. Còn so sánh tương phản cũng vậy, cũng là việc các bạn đúc kết ra một cái kết luận nào đó, nhưng lại là gì? Lại là hai sự vật hiện tượng có phần tương phản với nhau. Đấy nhá. Và ở đây để chúng ta nhìn nhận được điều đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ. Ví dụ như là ở trong một đoạn văn, người ta hỏi các bạn là đây là thao tác lập luận gì, mà các bạn lại nhìn thấy này, ví dụ người ta đối chứng với nhau để người ta làm sáng tỏ một vấn đề nào đó. Ví dụ như bây giờ anh muốn mua quần áo chẳng hạn, đúng nào? Đấy, anh muốn mua quần áo và anh có một người anh trai tên là Linh, đúng nào? Thì chúng ta phải làm nào? Chúng ta làm nào để bố mẹ mua quần áo chúng ta, đúng nào? Chúng ta làm rất đơn giản như sau. Chúng ta sẽ so sánh, chúng ta sẽ dìm hàng người anh của mình để chúng ta nâng mình lên để bố mẹ mua quần áo chúng ta, đúng nào? Đấy là so sánh tương phản. Ví dụ như là gì? Giờ này anh Linh đang ở hút thuốc ở trên tầng, đúng nào? Còn con đang ngồi nhà học bài, con rất ngoan, còn anh Linh rất hư. Vậy bố mẹ mua quần áo cho con, đúng không? Vì con xứng đáng, đúng nào? Đấy. Còn nếu như các bạn so sánh tương đồng, đúng nào? So sánh tương đồng nghĩa là đưa hai sự vật cùng một kiểu và từ đó rút ra một kết luận nào đó, đúng nào? Ví dụ bố mẹ ơi, anh Linh hút thuốc và con cũng đang hút thuốc, bọn con hư như nhau, bố mẹ đánh bọn con đi, thì đấy gọi là gì? Đấy là so sánh tương đồng, đúng nào? Đấy là thao tác lập luận so sánh. Tiếp theo, thứ sáu, chúng ta sẽ đến với thao tác lập luận bác bỏ. Bác bỏ là thao tác lập luận mà việc mình chỉ ra ý kiến của người khác là sai để từ đó khẳng định ý kiến của em là đúng, đúng nào? Thì các bạn nhận thấy điều này rất là đơn giản. Chúng ta không phải nhớ quá nhiều về khái niệm. Chúng ta chỉ cần nhớ là nhìn thấy một cái sai, nói là cái đấy là cái, chỉ là cái đấy là cái sai, để chúng ta giữ vững lập trường của bản thân, đúng không? Ví dụ như là bạn quen ở lớp em có một bạn rất là xinh, có một bạn không được xinh lắm, nhưng mà trên Facebook thì bạn ấy rất là ảo, đúng nào? Bạn ấy đập khoảng 50 cái phần mềm vào người bạn ấy, từ bóp eo, đúng nào, rồi nâng ngực, rồi mặt nhọn vi lai, rất thần thật. Đấy là gì? Đấy là sử dụng, khéo biết sử dụng Photoshop. Nhưng ở nhiều người ở ngoài lại bảo là ôi dồi ôi, con này ở ngoài, con này trên mạng xinh lắm. Em bảo là không, ông nhầm rồi, ở ngoài nó không được như thế đâu. Thì đấy là thao tác lập luận bác bỏ, chỉ ra ý kiến của người khác là sai để từ đó khẳng định ý kiến của mình là đúng. Đấy, sau khi các bạn được nghe, các bạn hãy tự đúc rút ra ví dụ cho chính mình để các bạn nhớ được gần gũi hơn về 6 thao tác lập luận. Từ đó các bạn làm sẽ rất nhanh. Chúng ta không phải thuộc về thơ, chúng ta không phải thuộc về văn xuôi nhiều. Nhưng cái hay ở đây là gì? Cái hay ở đây là các bạn chỉ cần trả lời ngắn gọn, đúng nào? Nhưng lại được trọn vẹn số điểm. Ví dụ như là đây là thao tác lập luận gì, đúng nào? Các bạn có thể trả lời ngay: bình luận, giải thích, phân tích, chứng minh, vân vân. Đúng nào? Đấy là cách ăn điểm trọn vẹn và hy vọng là các bạn không bị mất điểm ở câu này.